Tết này sẽ tiếp tọt đồ. Một dịp chợ phiên chợ Tết mọi người ạ. Mọi người đi qua cái chợ bên kia đi review cho mọi người thấy nhá. Còn thằng này là thằng của em. Đây là người em. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bác đi chợ phiên Phố Đòn. Hôm nay là chợ 28 Tết mọi người ạ. Đây là một anh bán nằm bài. Bài, bài. Lao gì đấy? Nghe anh bảo là bán nằm oái em có anh tí video của tao rồi nhá. Nào ra chơi anh. Đây là review những cái nơi bán đồ đặc sản quê mọi người nhá. Ôi cục đồng này. Hai đứa em gái đây. Chào em nhá. Nào ra chơi với các anh nhá. Có thời gian ra chơi với các anh. Mua hết tiền. Chợ đông đúc mọi người ạ. Rồi sạp bán bánh rán bị cháy hàng rồi này. Ngày này cũng còn. Hello. Mà mẹ bao hai đứa bao lâu đây không? Thì nào lín lại cho nó nở. Hả con nhỉ? Cái phản cứng. Còn bây giờ tôi đưa các bác đi qua bên kia để mọi người kia thấy chỗ bán thịt nha mọi người nhá. Mới Tết là mình kiểu gì phải có thịt.
Bây giờ là thịt là chủ yếu thôi. Thôi không thì bán nó. Bán thịt bò này mọi người này. Tiết rồi, tiết tóc đồ. Bán thịt bò này mọi người. Nó hay, nó hơi đắt rồi. Nó hello. Bán đắt hàng không em? Năm nay em phát biểu xem năm nay thịt nó tăng giá hay là nó giảm, thịt giảm giá? Cái gì nó cũng lên nhở? Tết nhất đến nơi rồi, lúc nào ra chơi nhở? Anh vẫn ở chỗ cũ. Ừ. Anh đi loanh quanh này thôi, tí nữa anh cũng về thôi. Dạ. Các đại gia bán thịt Tết ở đây cả nhá mọi người nhá. Miếng đây. Dạ, bác ai đang nó quay lại với mấy lấy. Là món nấm thịt nhé. Đây là món phần cứt non của con bò hay là con trâu rồi đấy, là một cái nấm thịt này. Đây toàn thịt là thịt. Đây bài. Thịt trâu. Đâu? Hồi đi. Wow, bán cá này mọi người. Nhưng mà cá này chắc chắn là lấy ở dưới xuôi đi lên thôi. Cá ở đây nhá. Đây là cá mè này. Con mấy con to đây cũng bằng nhau mà. Thích lấy con này cũng bằng đấy này. Bằng giá đấy tiền. Bằng giá. Tôm. Chị tiền lẻ thôi. Em có 5 nghìn cho chị cả, cho chăm sóc. Đúng rồi, bây giờ 5 nghìn. Có thể lấy cả. Thế là cái này mong mà là rất đấy. Không, nó ngỏ. Sao như nó mong lắm. Chào anh. Đấy, sao hết hàng chưa? Sao rồi. Dạ, vâng, vâng. Ôi, chúc mừng bác hiện nhanh thế này được. Vừa đấy. Chứ là, thầy chú cũng cầm à? Chú lá nè. Anh à.
mặt mèng ổn định đó, mặt mèng á. Dạ. À má là ao sư đấy. Cái này chuối này mà về thử cúng mọi người này, cúng hết Tết này. Dạ. Đây hạt dổi đây mọi người, hôm trước tôi có giới thiệu với mọi người là hạt dổi 1 cân tiền triệu đây mọi người nhé. Hạt dổi đây bao tiền cân chị nhỉ? 2 triệu. Đặt ở chỗ tôi phải lấy được 3 triệu mọi người ạ. Mọi người đặt ở trên mạng nhé. Trên mạng người ta bán 3 triệu. 3 triệu ạ. Chắc là người quen rồi ạ. Con đi á. Ao hồi là áo hồi là quay lên mắt này đều là gái xinh này nhá, đi chợ phải giới thiệu gái xinh nhá, là chim á. Đi qua bên này gặp người quen rồi mọi người, có em ai hiệp cồn này. Bánh chả này này ạ. Cái tay rán rồi. Cái này ngồi đây đi nhỉ. Ngồi đây đi. Cái này chợt qua bên này đi. Qua bên kia ngồi đi. Nhìn đây được. Chúng ta đi.
Thế rồi này, review cho các bác thấy hôm trước tôi cũng giới thiệu đấy, món bánh cuốn này là được tráng, món bánh tráng này nhá. Cái nồi tráng bánh cuốn nhá. Bánh cuốn tráng mà cái bột này mọi người này. Đúng, khá là nhiều công đoạn đấy mọi người ạ, để mà làm ra một chiếc bánh cuốn đấy. Đây bây giờ tôi sẽ ra thưởng thức thôi, không quay nhiều thế này cũng đói lắm mọi người ạ. Mọi người ăn bánh ngon lành luôn. Ngon quá. Đây làm này không biết là bánh chả, món này là bánh đặc sản này. Đây. Cho ăn này. Đã đi chợ mà không ăn được quà này, cảm giác về khó chịu lắm mọi người ạ. Không vỡ ớt. Không vỡ ớt là tôi có ăn sáng đâu mọi người ạ. Ước kiến mà thằng này nơi đây đó rồi. Thằng gần đó này, thằng này thứ hai rồi nhưng mà tôi quên đấy cho mọi người biết nguyên liệu để làm nên một cái bánh chả nữa nhé. Mọi người này khó quá. Đây đây. Đây vừa ăn thôi. Đây mọi người ạ. Cái lớp vỏ ngoài nhé, được làm bằng cái bột bột nếp. Để tôi ăn rồi giới thiệu cái phần trong mọi người. Cái phần bên trong này được làm từ sợi bún nhá. Lấy hai cái gì đó. Này, mọi người đến với lại chợ phố Đòn Sứ Thanh thì không được thưởng thức món này thì hơi lãng phí mọi người ạ. Mặn hẹp phí. Lấy cái ăn có vị vị của nó ấy, nó là béo béo giòn giòn. Nó đòi quá phải có cho em một cái chân. Chia tay tiệm bánh chả, bây giờ sẽ đi review cho các bác. Rồi. Đây, đại ca này là review bánh xinh rồi. Có khách nước ngoài đi chơi chợ phố Đòn nữa người này. Chỗ nào bán mấy đồ bán bì? Nói chung là bỏ ra mấy đồ tiền rồi. Là bì bì. Thân kiểm xe trả. Mọi người đây là để em đang bán đồ đây nhỉ, bán đồ Tết này. Đâu là Minh đâu? Thì nhà ra chơi nhá, Tết thì ra chơi nhá. Đấy cũng đi ra trước. Đang ra chơi. Thì tắt chưa? Vẫn quay. À đây chị. Nặng nó nữa chị đó. Tao ở đó. Ừ.
sang bên này mọi người, tôi đã đi review hết tất cả mọi khu chợ, tôi đi một ngày thôi mà tôi sao tôi không đi nữa đâu. Đấy, chợ Tết. Tôi lại gặp được em gái xinh ở đây rồi. Thì nóng sốt à? Dạ, chào chị nhá. Dạ, đâu bằng mấy đó? Review tí đã. Bây giờ đã tan chợ rồi mọi người ạ. Cũng xin phép kết thúc video ở đây nhá. Còn hôm sau tôi lại đi review từ 28 đến hôm nay là 28 rồi. Còn 29 đến 30 nữa. Tôi sẽ lại đi chợ. Không biết là chợ ở đâu thôi, nhưng mà sẽ lại quay cho các bác thấy những khung cảnh tấp nập ở chợ mọi người nhá. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Đang tranh không nữa là này, khung cảnh tấp nập mọi người ạ.